Trong bối cảnh nhà nước còn thiếu vốn, việc xã hội hóa đầu tư vào lĩnh vực xây dựng, cầu giao thông nông thôn nhằm giải quyết nhu cầu đi lại của người dân cũng như từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông. Những cây cầu được xây dựng thời gian qua ở vùng nông thôn Cà Mau đều mang đậm dấu ấn sự chung tay của nhà nước, nhân dân và các đơn vị cá nhân tài trợ. Người dân ở tuyến Kinh Tư, ấp Lung Tràm, xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời rất phấn khởi vui mừng khi cầu này được xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng. Chấm dứt cảnh phải qua sông bằng xuồng, bè nhỏ, gây bất tiện trong đi lại, giao thương mua bán và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn như bao lâu nay. Từ năm 2022 đến nay, xã Khánh Hải đã vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh được trên 3 tỷ đồng xây dựng 23 cây cầu bê tông đấu nối các tuyến đường. Nhờ đó, hệ thống giao thông nông thôn thông suốt.